Cháu bị thế nào, bị ốm mà. Dạ. Sốt rồi. Cháu bị sốt. Ô, nóng đấy. Cháu bị nóng rồi, sốt ho. Có ăn uống thuốc chưa? Được sao không đi lấy được thuốc. Không đi lấy được thế thì bà cụ đi về lều của bà có. Thế thì bà về đi lấy cho nhá. Dạ. Chưa đỡ tí à. Cho tí đi mía cháo nhá. Nóng lắm nhỉ. Lắm quá nhá. Thank you.
아니 어때야지 원소냐? Bà cho tí mía để đây nhá. Vâng. Thế bà đi về nhá, lúc nào ho thì lại uống thuốc thêm nữa. Vâng. Đấy, thế thì bà về nhá. Vâng. Thuốc của bà để đây cho chán nhá. Vâng. Lúc nào ho nhiều thì nhức đầu thì uống nhá. Vâng. Đấy. Đặt đây nhá. Vâng. Cảm ơn bà. Không sao đâu. Mm-hmm.